Hang Rù Ấm là nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên của huyện Nghĩa Đàn. Giữa những năm 20 của thế kỷ 20, một số thành viên của các tổ chức yêu nước đã lên Nghĩa Đàn tìm hiểu tình hình, gây dựng cơ sở dưới danh nghĩa là người đi buôn, đi dạy học, làm thợ mộc. Thanh niên Nghĩa Đàn đang lúc khát khao muốn đến với tư tưởng cứu nước, là đối tượng tuyên truyền giác ngộ đầu tiên của tổ chức cách mạng này. Vào đầu tháng 10 năm 1930, tại hang Rù Ấm, đồng chí Võ Nguyên Hiến là cán bộ của tỉnh ủy đã tổ chức cuộc họp bàn về việc thành lập chi bộ đảng. Sau khi nghe báo cáo về việc lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, từ tháng 2 năm 1930, đồng chí Võ Nguyên Hiến tuyên bố thành lập chi bộ ghép cùng các đảng viên của hai xã Thọ Lộc và Cự Lâm. Chi bộ đảng đầu tiên của huyện Nghĩa Đàn được chính thức thành lập với 5 đảng viên, do đồng chí Phan Đình Lại làm bí thư chi bộ, đồng chí Nguyễn Đình Thạc làm phó bí thư và đồng chí Võ Thược làm thư ký. Đây là một trong những chi bộ đảng được thành lập đầu tiên ở các huyện miền núi Nghệ An. Từ hang Rù Ấm, một số chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, xứ ủy Trung Kỳ và tỉnh ủy Nghệ An đã được chi bộ đảng Cự Lâm, Thọ Lộc bí mật triển khai đến các xã trên toàn huyện Nghĩa Đàn. Vào ngày 1 tháng 5 năm 1939, nhân ngày quốc tế lao động, tại hang Rù Ấm, huyện ủy huyện Nghĩa Đàn đã tổ chức cuộc meeting biểu dương khí thế cách mạng của nông dân và giai cấp công nhân vùng Phủ Quỳ. Cuộc meeting này đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân ở các vùng lân cận như Thọ Lộc, Cự Lâm, Sen, Xè tham gia vào biểu ngữ cờ đỏ bố liềm, đòi quyền tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình. Với những sự kiện lịch sử trọng đại nêu trên, ngày 20 tháng 8 năm 2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có quyết định công nhận hang Rù Ấm là di tích lịch sử cách mạng, đáp ứng lòng mong mỏi bấy lâu của nhân dân huyện Nghĩa Đàn nói chung và nhân dân xã Nghĩa Đức nói riêng. Để góp phần bảo lưu những giá trị truyền thống cách mạng, giáo dục truyền thống yêu quê hương đất nước, tri ân những người có công, từ năm 2008, Đảng bộ và chính quyền nhân dân xã Nghĩa Đức đã lấy ngày 22 tháng 8 làm ngày truyền thống của xã nhà. Hội hang Rù Ấm hàng năm có sự tham gia của đông đảo bà con nhân dân và các dân tộc trên xã Nghĩa Đức và các vùng lân cận với không khí tưng bừng náo nhiệt. Tại lễ hội này, với lòng thành kính, Đảng bộ và nhân dân đã tổ chức nhiều hoạt động đầy ý nghĩa và thiết thực như meeting, dâng hoa, dâng hương tại đài tưởng niệm liệt sĩ xã nhà và hang Rù Ấm. Bên cạnh các hoạt động văn hóa tâm linh, nhân dân còn được tham gia vào các hoạt động vui chơi giải trí như thi cắm trại, văn nghệ và thể thao. Ngoài lễ hội hang Rù Ấm hàng năm, nơi đây còn là địa chỉ đỏ để tuyên truyền giáo dục cho cán bộ nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Để giữ gìn và phát huy truyền thống bảo vệ di tích cách mạng, hai liên đội trường tiểu học Nghĩa Đức và trung học cơ sở Nghĩa Đức thường xuyên tổ chức các hoạt động cho các em như dọn vệ sinh, trồng hoa và trồng thêm nhiều cây xanh tại khu di tích lịch sử này. Về với hang Rù Ấm là về với cội nguồn, về với truyền thống cách mạng của quê hương Nghĩa Đàn. Qua đây, ta thêm tự hào với truyền thống của quê hương, đồng thời mỗi người dân cũng phải có trách nhiệm trong việc cống hiến và xây dựng quê hương Nghĩa Đàn nói chung và xã Nghĩa Đức nói riêng, ngày càng văn minh và giàu đẹp. Chúng em, những học sinh của trường trung học cơ sở Nghĩa Đức và tiểu học Nghĩa Đức, Nghĩa Đàn, Nghệ An, hôm nay và mai sau luôn tự hào về truyền thống quê hương, luôn chăm ngoan học thật giỏi, đem sức lực và trí tuệ tiếp bước cha ông xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh và tiếp bước trang lịch sử vàng trên quê hương Nghĩa Đức. Sáng thứ hai hàng tuần, chúng em được hát quốc ca, nhưng hôm nay chúng em được hát quốc ca tại địa chỉ đỏ hang Rù Ấm, di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh thuộc xã Nghĩa Đức, Nghĩa Đàn, Nghệ An. Có lẽ đây là khoảnh khắc thiêng liêng theo em suốt cuộc đời. Các bạn đội viên ơi, hát quốc ca là một việc không khó nhưng ý nghĩa vô cùng sâu sắc từ trong sâu thẳm trái tim chúng ta. Hãy cất cao lên bài hát quốc ca của Tổ quốc Việt Nam, quốc ca! Quân Việt Nam đi, chung lòng cứu
Tôi mong